Chào mọi người nhé, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách xóa tài khoản Google dòng máy Oppo A92. Đấy, thì các bạn sẽ kết nối wifi cho mình nhé. Trước tiên kết nối wifi xong thì các bạn sẽ sử dụng một cái sim. Các bạn sẽ cài mã pin cho nó nhé. Mã pin, phải có mã pin ở sim thì mới vào được chức năng đấy nhé. Đấy. Rồi, các bạn hãy nắp sim vào cho mình. Rồi, ok. Vào đây thì các bạn sẽ sử dụng cho mình. Các bạn sẽ tháo sim nhé. Các bạn vừa tháo sim, các bạn vừa ấn cái mũi tên này. Đấy, phải ấn nhanh nhé. Ấn hai cái cùng một lúc nhé. Tháo sim cho các bạn ấn luôn nhé. Đấy. Ok, đến đây các bạn sẽ kéo xuống. Đấy, kéo xuống nó sẽ ra như này. Các bạn sẽ ấn vào cái phần cài đặt trên góc này để vào bên trong. Đấy. Rồi, các bạn sẽ vào phần cài đặt bổ sung. Các bạn sẽ vào trợ năng cho mình. Các bạn kéo lên. Đấy. Các bạn sẽ vào trình đơn hỗ trợ này. Đấy, các bạn sẽ bật cái này lên cho mình nhé. Ok. Các bạn sẽ thoát ra. Thoát hẳn ra ngoài đi. Tiếp theo nhé. Tiếp. Đấy. Vào đến đây. Không. Các bạn vào đến đây thì các bạn sẽ ấn cái này cho mình. Các bạn xem phần trợ lý này, đấy, mật khẩu của mã này. Còn không thì chúng ta phải sử dụng tài khoản Google nhé. Các bạn sẽ gõ setting cho mình. Cài đặt đấy. Ai à? Ok, mở phần cài đặt nhé. Đợi em chút nhanh nhá. Đấy, các bạn sẽ kéo lên. Các bạn xem phần vào phần quản lý ứng dụng này. Danh sách ứng dụng này. Đấy, các bạn sẽ kéo lên vào cái dịch vụ CH Play này. Các bạn sẽ buộc dừng cho nó nhé. Buộc dừng này. Rồi các bạn sẽ vào phần đầu tiên. Các bạn xóa dữ liệu này. Xóa bộ nhớ đệm này. Xóa dữ liệu này. Các bạn xóa tất cả dữ liệu đi. Đấy. Rồi các bạn sẽ thoát ra. Ấn tiếp phần nữa thoát ra này. Đấy. Thêm này. Đấy. Ok, đã xong rồi này. Để sau này. Sau này. Tiếp theo này. Tiếp theo này. Tiếp theo này. Bỏ qua cái này đi, cài đặt này. Ok, đấy, thế là chúng ta đã mở khóa thành công dòng máy Oppo A92, mở khóa tài khoản Google nhé. Đấy, rồi ok. Các bạn thấy hay cho mình một like, subscribe và chia sẻ nhé.